Xin kính chào quý bạn, tôi đang đứng cạnh một mẫu xe. Trước đây thì khi ra mắt sau thời điểm 1-2 tháng, nó được gọi là kẻ nổi loạn phân khúc B. Tuy nhiên sau khi mà Hyundai thành công cùng với Hiệp hội Vama Việt Nam công bố số liệu bán hàng từ tháng 1, tháng 2, tháng 3 và đặc biệt là tháng 4 vừa qua, mẫu xe này đã không còn mang trên mình cái danh kẻ nổi loạn nữa mà nó chính thức trở thành ông vua phân khúc B. Và hôm nay tôi xin phép giới thiệu đến quý bạn mẫu xe Hyundai Accent 2019 bản nâng cấp mới với hệ thống cửa gió điều hòa phía sau và anten vây cá. Đứng bên cạnh tôi là chiếc xe Accent 1.4 số tự động và đây là phiên bản thường có giá bán niêm yết là 502 triệu trên toàn quốc. Bây giờ chúng ta sẽ cùng tìm hiểu một chút về tổng thể của chiếc xe này, dài hơn, rộng hơn và cao hơn so với phiên bản cũ. Đặc biệt là mẫu xe này, chiều dài cơ sở được mở rộng thêm 20mm. Nó giúp cho cái việc bố trí tốt hơn cái khoang hành khách phía trong, cũng như là cảm giác về cái xe nó trường hơn. Các bạn quan sát thấy, đây là phần thiết kế đầu xe. Phần đầu xe này có lẽ tôi ấn tượng nhất chính là phần lưới tản nhiệt. Các bạn quan sát thấy này, lưới tản nhiệt hình lục giác, và đây là một trong những thiết kế mà Hyundai đã duy trì trên tất cả những cái mẫu sản phẩm của mình tính cho đến thời điểm hiện tại. Tất cả những chi tiết ở trên mặt này chúng ta đều được mạ chrome sáng bóng hết. Nổi bật chính giữa chính là logo của Hyundai. Lùi xuống phía dưới một chút, chúng ta có những cái hốc hút gió. Và các bạn để ý, đèn gầm sương mù, chúng ta sẽ có đèn gầm sương mù bi halogen, tập trung ánh sáng tốt hơn và xuyên phá tốt hơn. Lùi lên một chút, chúng ta sẽ có một cái dải đèn chiếu sáng, nó gần như kéo dài hết về các mép phía kia. Và các bạn thấy này, ở đây chúng ta sẽ có cái đèn chiếu gần là đèn bi halogen. Trong khi đó thì đèn xi nhan được đẩy vào đây, đèn chiếu xa chúng ta là lạng halogen phản xạ đa hướng, giúp cho cái quầng chiếu sáng nó sẽ rộng hơn. Phía dưới này chúng ta sẽ có một cái dải đèn LED chạy ban ngày. Đó, các bạn quan sát đây là tổng thể về cái phần đầu xe thì nó như vậy. Ở cái phần chính giữa này, chúng ta thấy này có hai cái đường dập nổi thẳng trên nắp capo này, vừa tạo cho cái nắp capo có một cái vẻ bề thế khi nhìn từ phần đầu xe đặc biệt hơn. Nó mang nhiều cái dáng dấp của những cái dòng xe Đức. Một số cái mẫu xe hiện tại các bạn thấy trên này nó còn dập thậm chí là 3 cho đến 4 những cái gân như thế này. Rồi ok, đây là phần đầu xe. Chúng ta di chuyển một chút ra phần hông xe. Về phần hông xe này thì có lẽ tôi cũng không có nhiều điều để nói. Tuy nhiên thì Hyundai cũng đã rất là khéo léo khi mà có một đường gân dập nổi kéo dài suốt từ đầu xe, xuyên suốt đến, thậm chí là ra đến tận cốp sau luôn, tạo cho chiếc xe này có một cái vẻ cứng cáp mà không phải một mẫu xe hạng B nào cũng có. Ở đây chúng ta sẽ có một cái gương chiếu hậu cùng màu thân xe tích hợp xi nhan báo rẽ. Chiếc gương chiếu hậu này được thiết kế để có thể chỉnh điện mặt gương, cụp điện. Tuy nhiên thì nó lại không có tính năng cụp điện tự động, có nghĩa là khi các bạn bấm chìa khóa thì gương không tự cụp. Cái tính năng này không xuất hiện trên bất kỳ một bản Hyundai Accent nào. Đó là cái điểm mà tôi không được thật sự hài lòng về cái gương của chiếc Accent này. Tuy nhiên cái điểm bù lại ấy, thì cái mặt gương của Accent thật sự là nó to hơn rất nhiều so với những gì mà người ta nghĩ về một chiếc sedan hạng B có cái mặt gương như vậy. Nó giúp cho cái tầm quan sát phía sau khi mà chúng ta di chuyển trên đường tốt hơn trước rất nhiều. Và đây chúng ta có một cái la răng. Một cái la răng này thì tôi nghĩ là nó có cái gì đó nó hơi lạc lõng so với tổng thể của một mẫu xe thể thao như thế này. La răng này sử dụng thông số lốp 185/65R15 15 inch. Nếu ở đây thiết kế này chúng ta là một dạng thiết kế phay nhôm xước thì có lẽ là nó sẽ đẹp hơn trước rất nhiều. Chúng ta di chuyển một chút về phần đuôi xe. Ở phần phía đuôi xe này, điểm các bạn quan sát thấy đầu tiên khác biệt so với phiên bản cũ đó chính là cái anten vây cá được đặt trên nóc xe kia. Một chiếc anten vây cá cỡ lớn, mạnh mẽ và thay thế cho một cái anten dạng cột như trước đây. Đó cũng là một cái điểm rất là nhỏ, tuy nhiên thì điều này chứng tỏ là Hyundai Accent cũng đã trau chuốt hơn rất nhiều so với sản phẩm của mình. Phần cụm đèn này thì tôi nghĩ là cũng không có nhiều điều để nói. Nó mang nhiều cái nét dáng dấp thiết kế của đàn anh Hyundai Elantra. Tại vị trí này chúng ta sẽ có đầy đủ tất cả cảm biến lùi và cảm biến góc. Camera lùi cũng được trang bị đầy đủ. Được rồi, tôi sẽ mở thử cái cốp ra. Các bạn lưu ý là ở phiên bản Accent này chúng ta sẽ không có tính năng mở cốp thông minh giống như trên các mẫu xe Hyundai cao cấp hơn. Hyundai có một tính năng
rất là thông minh, đó là chúng ta chỉ việc cầm chìa khóa theo người, đứng phía sau xe này 3 giây, cốp sẽ tự động mở ra. Và hơi tiếc một chút khi Accent không được trang bị hệ thống mở thông minh như vậy. Chúng ta sẽ lui một chút để ngó về cái khoang hành lý. Một khoang hành lý rất là rộng rãi. Đó, các bạn quan sát thấy dưới này chúng ta sẽ có đầy đủ hết về kích lốp dự phòng, bộ dụng cụ sửa chữa. Rồi, ok, đó là tổng thể thiết kế phần ngoài xe. Bây giờ thì chúng ta sẽ vào trong khoang xe để cảm nhận xem cái mẫu xe này khi ngồi hàng ghế sau nó có thoải mái hay không, rồi cảm giác của thiết kế của khoang cabin nó như thế nào. Sau đó chúng ta sẽ cùng trải nghiệm một chút trên đường. Một chiếc xe dành cho đô thị, do đó chúng ta sẽ trải nghiệm nhiều hơn ở mức độ dành cho đô thị. Xin mời các bạn. Tôi đang ngồi tại hàng ghế thứ hai của chiếc Hyundai Accent. Và theo cảm giác cá nhân của tôi thì với một chiếc sedan hạng B, chiếc Accent này có vẻ không được rộng rãi bằng hai đối thủ cao hơn một chút, đó chính là Honda City và Toyota Vios. Tôi cao 1m70 và với vị trí ngồi này tôi có khoảng gần một găng tay khoảng cách từ đầu gối tôi đến lưng của hàng ghế phía trước. Tuy nhiên cái độ mở của chân này này nó không được thật sự thoải mái, đâu đó chỉ khoảng cỡ tối đa 120 độ. Nếu mà các bạn cao hơn thì tôi nghĩ là nó sẽ không thật sự thoải mái lắm đâu, đặc biệt là trong những hành trình dài. Tuy nhiên điểm mà tôi lại đánh giá rất cao cái mẫu sedan này, cái điều mà Toyota Vios cho đến nay vẫn chưa biết làm thế nào để cải thiện, đó chính là cửa gió điều hòa hàng ghế thứ hai. Cuối cùng thì mẫu xe này đã được trang bị, và đây là một trong những điều có thể chứng tỏ rằng Hyundai thành công rất chiều lòng khách hàng của mình. Họ biết là cảm giác ngồi phía sau, người ngồi sau cực kỳ nóng, trong khi đó thì người ngồi trước đã lạnh toát rồi. Đó chính là lý do mà người ta trang bị thêm cái cửa gió điều hòa ghế thứ hai này. Một cái thiết kế nhỏ đơn giản thôi, nhưng mà đây mới là những cái thiết kế tiện dụng nhất. Tuy nhiên này, nói gì thì nói, chúng ta cũng phải nói đến một điểm chưa thật sự hài lòng trên mẫu xe này. Đó chính là ghế thì không nói làm gì, ghế nỉ tựa lưng vừa phải. Nhưng có một điểm đáng tiếc, đó chính là chúng ta không có cái kệ tỳ tay tại vị trí này. Điều này thì nó sẽ ảnh hưởng khá nhiều trong trường hợp mà chúng ta di chuyển trên cung đường dài. Các bạn biết rồi, không có một vị trí để tay, không có một vị trí để điện thoại. Điều đấy nó rất là gây cái cảm giác khó chịu. Khay để cốc cũng không có. Và điều này thì tôi xin khẳng định một điều, Hyundai thành công buộc phải tìm cách thay đổi để hỗ trợ tốt hơn nữa, tạo cái sự thoải mái hơn nữa cho người dùng, đặc biệt là người ngồi hàng ghế thứ hai. Một điều đáng nói nữa về cái hàng ghế thứ hai này, đó chính là các bạn thấy này, sau khi tôi ngả đầu ra như thế này, đầu tôi gần như là chạm trần luôn, mặc dù tôi chỉ cao có 1m70. Do đó đây sẽ là một điểm khá là yếu của Hyundai Accent so với hai đối thủ còn lại. Bù lại chúng ta sẽ có cửa gió điều hòa. Được rồi, bây giờ chúng ta sẽ lên một chút về cái khoang cabin để xem cái mẫu xe hàn này nó thiết kế như thế nào. Cảm nhận đầu tiên của tôi khi bước vào cái khoang cabin này, đó chính là nó đẹp hơn rất nhiều so với những gì mà tôi tưởng tượng, những gì mà tôi nghĩ, và thậm chí là so với cả những gì mà giá trị đồng tiền của nó mang lại. Ở đây chúng ta sẽ có một cái khoang cabin với cái mặt táp lô này được thiết kế phẳng, mang lại một cái cảm giác rất là thoải mái khi mà chúng ta nhìn thẳng từ vị trí người lái và vị trí hành khách này. Toàn bộ các chi tiết này chúng ta sẽ đều sử dụng là chi tiết nhựa. Dĩ nhiên rồi, nó là xe giá rẻ, 500 triệu thôi và không thể đòi hỏi quá nhiều những cái này ốp da được. Các bạn có thể hoàn toàn thay thế những cái này bằng những cái phụ kiện, ví dụ như là cái thảm táp lô bằng da. Phần chính giữa này chúng ta sẽ có một cái màn hình DVD. Màn hình DVD này được thiết kế và mang nhiều phong cách của xe Đức, tôi nghĩ là vậy. Cảm giác rất là mượt các bạn nhé. Đó. Dưới này chúng ta có cái điều khiển âm lượng này, chuyển bài. Tất cả những cái nút điều chỉnh này chúng ta đều là nút bấm chỉnh cơ thôi. Có một điểm tôi không được thật sự vừa mắt với cái thiết kế của Hyundai phiên bản này, đó chính là các bạn thấy này, cái cụm điều hòa này. Cụm điều hòa này tôi có cảm giác nó không được thật sự liền mạch so với cái thiết kế của tổng thể cái khu vực dầm giữa này. Nếu vị trí này này, hai cái nút vặn này chúng ta thay thế bằng một cái nút vặn như thế này nữa luôn để cho nó đồng bộ. Mà các bạn biết rồi, nói chung là điều hòa cơ thì cũng không đòi hỏi nhiều. Tuy nhiên là tinh tế hơn một chút thì chúng ta có những cái thiết kế đẹp hơn. Còn tôi nói thật sự là những cái này, này nó hơi cổ một chút và nó hơi lạc lõng một chút so với cái thiết kế tổng thể. Một cái thiết kế đẹp như thế này, và đây có thể coi là một cái điểm không thật sự ấn tượng.
phía dưới này chúng ta có một cái hộc để đồ nhỏ nhỏ, cắm cổng USB AUX và sạc điện thoại. Các bạn thấy này, đấy, Hyundai nhá. Ngay vị trí này thôi cũng là một cái điểm nó rất là hay, hai tẩu luôn. Mặc dù cái này là tẩu châm thuốc thôi, các bạn thích các bạn có thể bỏ ra, chúng ta sẽ có hai tẩu sạc. Tại vì sao? Bởi vì các bạn thấy này, theo nhu cầu sử dụng hiện tại, chúng ta sẽ luôn cần đến hai vị trí tẩu sạc dành cho USB và dành cho cam hành trình. Đó là điều mà Hyundai đã chuẩn bị sẵn. Lui xuống phía dưới này một chút, chúng ta sẽ có một cái cần số bọc ra. Đây là hộp số 6 cấp. Và Hyundai đang để cái thiết kế đó là cộng trừ chung trên tất cả những cái mẫu xe của mình, chứ không phải để là L32 giống như cái mẫu xe của đối thủ. Lui sang đây, chúng ta sẽ có một cái gạt tàn thuốc lá, cái điều mà chắc là cũng không có nhiều khách hàng sử dụng cho đến thời điểm hiện tại nữa. Và nếu không thích, các bạn có thể nhấc bỏ nó ra, biến thành hai cái vị trí khay chứa cốc. Phanh tay dạng cơ truyền thống. Dĩ nhiên rồi, một mẫu xe giá rẻ thì không thể nào có phanh tay điện tử được. Rồi, ok, bây giờ chúng ta tập trung vào vị trí của người lái. Đây chính là cái vị trí của người lái. Đầu tiên, để nói về cái vô lăng này, nó là một chiếc vô lăng da, hơi nhỏ so với tay của nam giới Việt Nam. Và do đó là khi các bạn mua xe sẽ được tặng kèm sẵn một cái bọc vô lăng như thế này. Ở trên đây chúng ta sẽ có đầy đủ tất cả các nút bấm, chuyển bài, âm lượng, thậm chí là ra lệnh bằng giọng nói này. Rồi bên này thì chúng ta sẽ có các nút điều khiển về cái bảng đồng hồ trung tâm. Chính giữa này, chỗ này, tất cả chỗ này bằng nhựa các bạn nhé. Dĩ nhiên nó bằng nhựa rồi, và nó thiết kế nó phải hở như thế này, tại vì vị trí này chính là vị trí của túi khí. Nếu các bạn bọc kín khu vực này bằng da thì túi khí có bung hay không, hoặc là nó bung bên trong, điều này chúng ta cũng không thể kiểm soát được. Nói đôi chút về cái cụm đồng hồ này. Các bạn thấy này, bây giờ trời đang rất là nắng, gần như là giữa trưa luôn, và tôi thấy là quan sát cũng rất là dễ, vì đây là một dạng đồng hồ optic trông siêu sáng, được phân làm 3 vùng riêng biệt. Phần bên trái đó chính là đồng hồ vòng tua động cơ, bên phải thì là đồng hồ tốc độ, và chính giữa chúng ta sẽ có tất cả các thông tin hiện tại về xe. Chuyển bằng cách đây các bạn ạ. Đó, chúng ta đẩy nút này và chúng ta sẽ thay đổi các thông tin ở cái màn TFT 4.2 inch. Bên này, phía bên trái tôi, ở đây chúng ta sẽ có một cái tính năng, đó chính là cái điều chỉnh cái độ sáng của cái đồng hồ. Và bên cạnh nó là một ký hiệu. Các bạn nhìn cái hình cái xe nó lắc lắc ấy, đây chính là cái ký hiệu để tắt cái tính năng cân bằng điện tử. Tôi nói qua một chút về tiện nghi. Chiếc xe này được trang bị DVD, có dẫn đường, bản đồ đầy đủ hết và hoạt động cực kỳ tốt, thậm chí là hoạt động offline luôn. Nó là dữ liệu offline, tuy nhiên thì lại hiển thị đầy đủ, thậm chí là những đường nhỏ như hôm tôi về Thái Bình nó cũng hiển thị đầy đủ hết. Rồi chúng ta sẽ có cái nút start top khởi động thông minh, rất là đẹp. Điểm khác biệt của mẫu xe này so với phiên bản cao cấp nhất nằm ở vị trí trên đỉnh đầu tôi, đó chính là một cái cửa sổ trời, thì phiên bản này và hai phiên bản thấp hơn nó không có. Chỉ duy nhất phiên bản 1.4 AT số tự động bản cao cấp chúng ta sẽ có thêm tính năng cửa sổ trời. Tuy nhiên thì cái đó thật sự là cũng, nếu ở Việt Nam chúng ta sẽ không sử dụng quá nhiều về tính năng như vậy. Rồi ok, đó chính là về tổng thể thiết kế nội thất và tiện nghi của chiếc Hyundai Accent. Bây giờ chúng ta sẽ cùng trải nghiệm một chút về khả năng vận hành trên đường, cùng với đó là tính năng an toàn. Chúng ta hãy cùng bắt đầu. Tôi đang có mặt trong nội thất của chiếc Hyundai Accent. Đây là phiên bản 1.4 số tự động bản đủ. Và bây giờ thì chúng ta sẽ cùng lái thử chiếc xe này một chút. Các bạn biết rồi, bây giờ thì mọi thứ đã trở nên đơn giản hơn rất nhiều. Những cái mẫu sedan hạng B này chúng ta không có chuyện phải cắm chìa khóa xoay 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 nữa. Cái đó bây giờ nó đã hơi xưa cũ rồi. Các bạn nhìn chìa khóa rất là đẹp luôn. Đó, bây giờ tôi chỉ cần mang chìa khóa này theo bên mình thôi. Nút bấm khởi động thông minh start top, đạp ga và khởi động. Ok, máy nổ rồi. Xem nào, trước khi mà chính thức lăn bánh chiếc xe này thì tôi có đôi điều muốn nói một chút. Nếu bạn đang tìm kiếm một cái sự mạnh mẽ, một cái cảm giác lái phấn khích, thì dĩ nhiên rồi, cái mẫu sedan hạng B, một chiếc xe giá rẻ như thế này với khối động cơ chỉ có 1.4 lít cho công suất tối đa là 98,6 mã lực, sẽ không thể nào đáp ứng một cách hoàn hảo cho những cái nhu cầu, những cái cảm giác của các bạn được. Đây là một chiếc xe có thể nói là dành cho đô thị. Chúng ta sẽ test ngay bây giờ để trong đô thị xem chiếc xe này hoạt động như thế nào. Vẫn là phanh tay dạng cơ các bạn nhé, xe hạng B mà.
Rồi ok. Chúng ta sẽ bắt đầu chạy thử bây giờ. Tôi sẽ thử lần lượt khả năng tăng tốc này, trớn này, đi ở trong phố xem nó như thế nào các bạn nhé. Rồi, vào số nào. Ngay lập tức gặp luôn cái G giảm tốc nào. Ô, êm đấy. Tôi không nghĩ là nó lại êm như thế này đâu. Tôi vừa phi từ trên vỉa hè xuống khoảng 15 phân. Được rồi, bây giờ thì tôi sẽ chạy một vòng quanh cái khu vực Lê Văn Lương này, gần với Hyundai Lê Văn Lương, nơi mà đang cho tôi mượn cái mẫu xe này. Một mẫu xe phiên bản hoàn toàn mới 2019 nâng cấp, và được bổ sung thêm hai tính năng nữa, đó chính là cửa gió điều hòa ghế thứ hai và cái anten vây cá, như các bạn vừa xem phần ngoại thất. Được rồi, tôi sẽ quay trở lại với cảm giác lái này. Đầu tiên, xe đang lăn bánh ở giải vận tốc 30 km/h. Đây là giải vận tốc mà chúng ta thường xuyên sử dụng ở trong những con phố đông đúc như Hà Nội. Cảm giác của tôi mọi thứ khá là ổn, êm. Tôi không nghĩ là chiếc xe này lại tạo được cái độ êm ái như này đâu. Giảm sóc rất là ổn định, cũng tuyệt vời đấy, êm ái. Lát nữa tôi đo thử độ ồn để xem như thế nào. Tôi sẽ tăng tốc một chút nha. Đoạn này vắng tôi sẽ tăng tốc. Các bạn nghe gì không ạ? Tiếng gầm vào khoang cabin khá là lớn. Vòng tua động cơ thì lên nhanh, nhanh với ngang với Kia Cerato, một mẫu xe hạng C cao cấp hơn một chút. Có một điều tôi vừa nhận thấy, đó là cái hiện tượng trễ chân ga. Nó mất đâu đó khoảng, theo cảm giác tôi khoảng tầm 1 giây, hơn 1 giây một chút. Tức là sau khi tôi đạp ga như này, đấy, tầm 1 giây sau mới có phản hồi. Thật ra thì chắc là chúng ta cũng có thể linh động thôi. Tại vì xe 1.4 số tự động 6 cấp, hiện tượng trễ chân ga là thường xuyên xảy ra rồi các bạn. Cái này thì không, thật sự là không thể đòi hỏi quá nhiều ở một mẫu xe như thế này được. Giảm sóc ổn, tăng tốc khá là tốt, cũng có chút xíu máy gầm vào khoang hành khách. Các bạn lưu ý là với những cái xe giá rẻ như thế này này, thì tiếng ồn phần lớn sẽ là đến từ cái hốc bánh ấy, phần lớn sẽ đến từ phần hốc bánh. Tuy nhiên thì chiếc xe này tôi nghĩ là khá ổn về cái phần hốc bánh. Đấy. Tôi đang không mở bất kỳ một cái loại tạp âm nào, bốn cửa đóng kín, những cái tiếng ù mà các bạn nghe được nó cũng giống như tai tôi cũng đang nghe thấy những cái tiếng như thế. Và khi mà cầm lái cái này thì tôi nhận thấy cái vô lăng này nó rất là nhẹ, nó nhẹ một cách thật sự là đáng ngạc nhiên đấy, nhẹ một cách đáng ngạc nhiên. Cái này thì thoải mái cho các bạn đi trong phố, rất là nhẹ nhàng, giảm sóc êm ái, thật sự là giật mình, êm một cách giật mình. Bây giờ thì tôi hiểu lý do tại sao chiếc xe này bán chạy rồi. Các bạn thấy thiết kế đẹp, nội thất rộng rãi, tiện nghi đầy đủ, chẳng thiếu gì, thiếu mỗi cửa sổ trời thôi. Bù lại thì giá bán cực kỳ rẻ. Và các bạn biết là cái phiên bản này thì hiện tại bây giờ nó đang bán với giá là 499 triệu, đấy là giá niêm yết. Phiên bản mà có nâng cấp thêm cái cửa gió điều hòa này của ghế thứ hai thì đâu đó đắt hơn khoảng 3 triệu. Nói tóm lại là loanh quanh thì cũng chỉ khoảng 502, 503 triệu một chiếc sedan hạng B. Và có một điều thú vị về chiếc sedan này, nó được rất nhiều các tạp chí nước ngoài đánh giá cao. Ví dụ như Korea Car của châu Á, của Hàn Quốc, người ta có nói rằng chiếc xe này nó hội tụ đầy đủ những yếu tố sự bền bỉ của Toyota Vios, một chút cảm giác lái của Honda City và Hyundai Accent này đã trung hòa rất tốt hai cái vấn đề đấy để mang lại cho chúng ta một chiếc xe vận hành tốt trong đô thị và cũng rất là ổn định ở trong những tốc độ cao, giải tốc độ cao 100-120 km gì đó, xe vẫn hoạt động rất là ổn định. Tầm quan sát của chiếc xe này cũng giống như những chiếc sedan khác thôi. Tuy nhiên thì cái gương của Accent này nó rất là rộng. Phần phía dưới này, chân kính, mũi xe nó chúc xuống, nó không tạo cho chúng ta cái độ cản. Và do đó là chúng ta cũng khá là dễ quan sát. Cột chữ A này ở mức độ vừa phải. Tôi nghĩ là Hyundai Accent này có lý do
để từ một kẻ nổi loạn phân khúc B trở thành ông vua phân khúc B. Vì cho đến thời điểm hiện tại, Hyundai Accent với giá bán 500 triệu, chúng ta có đủ mọi thứ về option, không thiếu một cái gì cả. Có chăng điểm mà tôi gọi là hơi cũng hơi tiếc một chút, đấy chính là cái động cơ và hộp số của cái Hyundai Accent thế hệ này vẫn giữ nguyên cái động cơ hộp số của thế hệ cũ, 98,6 mã lực 1.4 lít đi kèm với hộp số tự động 6 cấp. Tôi sẽ nói qua một chút về cái tính năng an toàn trên mẫu xe Accent phiên bản 1.4 số tự động bản thường này. Ở phiên bản này chúng ta sẽ có phanh ABS dành cho 4 bánh này, cân bằng điện tử hỗ trợ khởi hành ngang dốc, kiểm soát lực kéo, cùng với đó là hai túi khí dành cho tài xế và hành khách phía trước. Một hệ thống tính năng an toàn có thể nói là vừa đủ và hợp với giá tiền, chấp nhận được. Về khả năng vận hành cũng như là mức tiêu hao nhiên liệu của Hyundai Accent thì tôi cũng sẽ chia sẻ với quý vị và các bạn một chút. Đấy là với một cái mẫu xe như thế này, hôm trước thì tôi có cầm lái một cung đường cũng có thể nói là khá dài sau khi mà tham dự cùng với Hyundai về cái lái thử, cộng với đó là việc kiểm tra thực tế. Tôi có chạy Hà Nội này, Hà Nam, Thái Bình, vòng qua Nam Định, Hải Phòng, Hải Dương và cuối cùng tôi quay trở lại với Hà Nội. Tổng quãng đường mà tôi đi được chia cho tổng mức nhiên liệu mà tôi phải đổ thì nó ra một con số tôi nghĩ là rất ấn tượng, khoảng 6,2 km, khoảng 6,2 lít cho 100 km đường tổng hợp như vậy. Còn lại khi mà các bạn di chuyển ở trên đường cao tốc giữ tốc độ tầm 80 km, 100 km/h, mức tiêu hao nhiên liệu ở giải đường trường nó chỉ rơi vào 5,52 lít cho 100 km. Nếu các bạn đi đường phố Hà Nội, trung bình rơi vào khoảng tầm 7,2 lít cho 100 km. Và đây thật sự là những con số ấn tượng đối với một chiếc xe sedan hạng B. Tôi xin phép được dừng bài đánh giá, giới thiệu và lái thử cái mẫu xe Accent này tại đây. Cảm ơn quý vị và bạn đã quan tâm theo dõi video. Và nếu có mua xe, hãy vui lòng liên hệ với số hotline bên dưới để ủng hộ cho các bạn có thêm một chút ít doanh số. Kênh của tôi cũng có thêm một chút về thu nhập để có thể có những chi phí sản xuất thêm những cái video nó thú vị hơn và nó mang lại nhiều nội dung hữu ích, giúp cho các bạn có thêm cơ sở để chúng ta lựa chọn những cái mẫu xe ưng ý nhất. Xin chào và hẹn gặp lại quý vị và bạn ở những cái video clip tiếp theo. Xin cảm ơn ạ.